Rồi khui giùm em đi chị. Lột hết ra đi chị ơi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ồ bạn đêm càng thấy nè anh. Đây là loại nhỏ nhất trong cái này có loại cân rồi. Anh khui ra cho chị cho nhanh. Rồi kéo hết màng ni lông ra giùm em luôn anh. Anh dặn cái chân giùm em á, dặn cái chân giùm em cho. Rồi dặn cái chân nó gập ghen nó, dặn nó ra, dặn cái tân đơ nó ra. Đúng rồi. Dặn cho nó cứng không anh? Đây cầm nguyên chân dặn. Cái đó dặn vô này dặn ra rồi thả xuống đi anh, thả xuống đi. Rồi, hết khắp gập ghen chưa? Nãy em báo anh rồi mà, có giá một chiếc công ty cho mấy? Nhấn cái phím màu xanh giùm em ấy. Dạ. Nhấn phím màu xanh đúng rồi. Nhấn cho giữ màn hình sáng, buông tay ra anh. Rồi buông tay ra. Chờ kênh nó khởi động nha. Rồi thì bây giờ nó vậy nó còn là anh đứng lên cái cần giùm em anh cho nó chốt số cho anh. Được anh trai thấy rồi đó, nhúng đi anh ơi, nhúng đi, nhúng đó thì nó vẫn chốt là chốt nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi 592 chốt. Do cái áo khoác nữa làm cho mình nặng ký. Rồi. Cái cân này anh nhìn thấy cái biểu tượng ngoài đèn đỏ. Biểu tượng pin đó anh. À. Nó có cái tính tiền sẵn. Dạ không, cái này không có tính tiền, cân gà vịt không có tính tiền. Cái cân mà có tính tiền thì nó không chốt. Mà chốt thì chống nước thì không tính tiền. Dạ. Đây cái này chốt đây. Thì cái này chốt rồi đó anh. Dạ. Cái mua cái cân gà vịt mà mua cái cân không chốt là thôi cãi nhau đã lắm. Rồi cái lớp siêu inox ở trên đó mình tháo ra luôn nha, mình lột ra luôn chứ đừng có để vậy, bữa nó xước xước khó lột lắm. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó thì anh chị hãy gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833. Cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video mình đã hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều thông điệp về dòng kênh điện tử chuyên đến cân mít, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay về sửa kênh điện tử anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kênh Gia Phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.